Video này mình sẽ hướng dẫn nhanh với các bạn cách điều chỉnh cái đường ngõ vào của bộ chuyển đổi VKTV có model mới 2024 DA9 Plus. Ở đây là nút input, ví dụ trường hợp bây giờ mình đang bật nhạc đây này. Đấy, mình đang lấy nhạc từ cái cổng Obico này, là cái cổng quang này thì đang là cái ngõ vào là Obico, mình bấm vào đây cho bạn xem nhá. Đấy, Obico đây, OBT. Còn trường hợp các bạn muốn phát bờ, muốn bật Bluetooth từ điện thoại để có thể kết nối được, các bạn bấm vào đây. Đấy, để chuyển thành chiếc BT. Và các bạn muốn phát tín hiệu từ cổng AUX thì ở vị trí này, AUX này thì các bạn bấm vào thành AUX này. Hoặc là USB, nếu các bạn cắm USB có nhạc vào đây là được. Các bạn lưu ý là với bộ chuyển đổi này thì mới đầu các bạn cắm vào thì cái volume của nó này của nó sẽ là bằng 0 nhá. Thì khi mà các bạn cắm lên mà chưa phát được nhạc thì bình tĩnh nha, các bạn sẽ bật tiếng này tăng lên là sẽ có nhạc, bên mình sẽ chuyển thành Obico. Đấy. Nè, tắt này, giảm này. Hiện tại bây giờ mình đang để cho chép là max công suất, mình sẽ giảm tiếng chép xuống. Đây, để giữa bass, tôi để giữa thôi. Các bạn có thể điều khiển từ xa bằng cái điều khiển từ xa này khá là tiện. Bây giờ mình sẽ thử tắt tiếng và điều khiển từ xa nhé. Bấm một tiếng, tắt, bật lên. Đấy, chuyển đổi ngõ vào cũng vậy. Ở đây thì với điều khiển này các bạn chuyển đổi ngõ vào khá tiện. Nói chung nếu mà các bạn đang cầm một bộ rẻ mát chất lượng thì có thể lựa chọn VKTV model mới DA9 Plus. Dòng này thì bán ra bên mình có thời gian bảo hành 1 năm. Đây là bộ chuyển đổi và đây là vỏ hộp các bạn nhé.